Món bạch tuộc xào cây. Đây là một trong những món rất là khoái khẩu của Nhung khi đến Hàn Quốc. Và món ăn này rất là dễ nha mọi người. Nhìn thì rất là cay, nhưng mà khi mà chúng ta trộn với cơm rồi thêm một chút giá, hay là chúng ta sẽ có thêm những cái loại nước sốt để mà tưới vào, thì nó sẽ giảm bớt cái độ cay khi mà chúng ta trộn đều nó lên rồi múc bỏ vào miệng. Ôi là thôi, nó ngon nhưng mà trời ơi nó cay. Mà cay thì là cay, nếu bạn nào không ăn cay thì đừng có bỏ cái sốt này vào nhiều nhé. Nếu mà cay quá thì chúng ta có thể ăn một muỗng súp canh rong biển lạnh và sau đó là ăn thêm một muỗng tofu vào thì nó sẽ ngon mát lạnh và dịu ngay cái độ cay của cái món ăn này. Chúc mọi người ngon miệng và hẹn gặp lại mọi người vào những cái video review food tour lần sau nhé. Hãy nhớ thử món ăn bạch tuộc xào cây khi các bạn du lịch tới Hàn Quốc nhé.